Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại từ máy tính. Video này tôi sẽ dẫn các bạn cách bật cái cho phép cài đặt không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của con máy Mattel LT52 này nhé. Ví dụ như các bạn muốn cài những cái ứng dụng các bạn tải về chép vào máy, hoặc các bạn tải từ trình duyệt xuống, các bạn không cho cài đặt mốt hack chẳng hạn, thì nó sẽ chặn. Để bật chiếc video này xong, đầu tiên ta sẽ vào cài đặt, ta sẽ kéo xuống vào bảo mật, ta sẽ kéo xuống đây không rõ nguồn gốc, ta tích vào đây để bật lên, ấn OK thì nó sẽ cho phép cài đặt ứng dụng từ những nguồn không xác định, có nghĩa là bạn cứ tải về thì cài bình thường OK, nó sẽ không chặn nữa. Vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn cách bật cái cho phép cài đặt không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của con máy Mattel. Đây tôi sẽ vào cài đặt cho bạn xem nhé. Mattel LT52, con này của Viettel. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.